Xin chào anh em và các bạn nhé. Hôm nay giới thiệu cho anh em và các bạn máy bơm chìm nước thải hiệu Tsumi model 50SF 22.2. Đây là tổng quan về máy, mình sẽ quay qua một lượt để cho anh em xem về máy nhé. Máy thì sẽ bao gồm một máy này, thùng hộp tiêu chuẩn đây, sách hướng dẫn sử dụng, đây là tem chính của máy, dòng SF này thì nó gần như dòng B và dòng U. Thứ nhất là về cấu tạo thân thì nó là toàn thân gang SC200 đấy, buồng cánh bằng gang, thân gang nhìn rất chắc chắn. Con này khá nặng, công suất 2.2 khá nặng. Cái khác giữa cái dòng B, dòng U và dòng SP này thì nó là con SP là thân bằng lưới, cái đế dưới của nó bằng lưới anh em nhé, đế lưới này, đấy, đế này lưới. Còn dòng B và dòng U thì chân nó là chân kiềng nó có 3 chân. Đấy. Đặc trưng của cái dòng Tsumi thì nó vẫn là có cái mức nâng dầu độc quyền ở bên trong này, thì để giúp nâng cao tuổi thọ của motor. Đây là phần nút đổ dầu, nút đổ dầu và xả dầu. Đấy. Con này thì để giải thích qua cái model này, nhất là model 50SF22.2 thì 50 thì nó là cái họng 50. Đấy, nó là cái họng 50 này. Đấy. SF là cái dòng SF toàn thân gang. Đấy. SF là toàn thân gang, 22.2 thì nó là motor trừ 52. Cái đuôi 51 52 này thì nó là xuất xứ Nhật. Còn các cái dòng xuất xứ Taiwan thì nó là 53 gì đấy. Đấy, dòng này thì 100% là sản xuất tại Nhật, COSQ Nhật anh em nhé. Dòng này thì dùng bơm cho nước thải sạch, bơm để gọi là chống úng là cũng rất tốt. Các cái dòng bơm này thì dòng Tsumi thì sử dụng nhiều trong các cái công trình tại Việt Nam, ví dụ như các cái khu tòa nhà như thằng Flamingo của Vin và một số các cái công trình như của thằng thép Hòa Phát hoặc chăn nuôi Hòa Phát vân vân. Cái đặc điểm gọi là hàng mới nhá, thì anh em ngoài thị trường thì hiện tại thì có một số các đơn vị thì làm hàng giả hàng nhái rất nhiều, nên là cái việc mà gọi là các cái hàng mà có anh em phải biết cách để phân biệt được gọi là cái hàng giả hàng nhái, nó cũng là hàng Tsumi, hàng xịn đấy, nhưng mà nó là hàng đã qua sử dụng tại Nhật. Và cái điện áp của nó là điện áp là 60Hz 220V 3 pha. Còn tiêu chuẩn điện Việt Nam của nó là 380V 3 pha. Đấy. Đây, anh em nhìn. Đấy, 50Hz. Đấy. Đấy, 380V 415. Đây là điện Việt Nam nhé. U3 này. Đấy. Đấy, nhiệt độ làm việc của nó là 40 độ C. Nhiệt độ mắc đấy, nhiệt độ mắc làm việc 40 độ C. Tổng trọng lượng con này chưa bao gồm thùng nó rơi vào 49 cân bằng một con người yêu cũ. Anh em có thể gọi là kiểm tra được các cái thông tin. Nhiều anh em thì cứ bảo cho catalog, nhưng mà cái catalog thì các cái hàng Tsumi này nó chỉ chung chung thôi,
Nếu anh em cần thì các cái đơn vị bán hàng người ta sẽ tải các cái data xuống để gửi cho anh em. Thì ngoài các cái hàng Tsurumi này ra thì bên Bình Nguyên đang phân phối một số các cái dòng khác nữa. Anh em cần đặt hàng và bảo hành hoặc là cần tư vấn thêm thì liên hệ với Ngãi trên các cái thông tin trên các visit nhé. Đây là các cái hàng của bên Bình Nguyên hiện đang có này. Evergreen hàng Taiwan cũng có sẵn. Anh em đây là máy thử khí. Máy thử khí. Đệm vệ sinh với lại cái là có sẵn hết. Anh em cần để thực tế nữa thì gọi là mình sẽ quay lại một lượt nữa về máy cũng như tem thùng bát cho anh em nhé. Đặc biệt cái dòng ETF này là dòng đế lưới anh em nhé. Đây là thùng sách hướng dẫn sử dụng. Cảm ơn anh em đã quan tâm kênh nhé.